Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng Giêng, 2020. Đến với bản tin hoạt thành đốn tối nay gồm có bản tin y học, tiếng nói cử tri để mở đầu. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý vị thính giả của Đại sứ ở khắp mọi nơi. Lần nữa tôi sẽ rất hân hạnh trở lại trong chương trình trong những ngày đầu năm và đó là cái điều mà rất là phước hành à, cho chúng tôi à, để cho quý vị nghe những tin tức mới về gạo. Thực sự nó không có quá cũ nhưng mà nó cũng có thể có cái điều mới ở đây để chúng ta có thể học hỏi. Chúng ta có bao giờ nghĩ là có bao nhiêu loại gạo mà chúng ta thấy trên thế giới không? Khoảng 40.000 loại gạo khắp nơi thế giới. Và cái loại của nó thì được phân loại mỗi cái cây nó có một cái tên riêng gọi là Orisa sativa chúng ta không cần nhớ đó chúng ta chỉ cần nhớ gạo là đủ rồi nhưng mà có khoảng 90 ngàn mẫu được lưu trữ tại ngân hàng gạo giống trên thế giới International Rice Jenny Bank đó là cái điểm mà chúng ta cần nhớ bây giờ khi chúng ta nhìn thấy nó quá nhiều vậy thì cái câu hỏi đó ra là chúng ta sẽ rất là khó để mà tìm hiểu được và là làm thế nào để mà chính xác ngay cả cái cây nó cũng khác nhau rồi mà cái dùng quốc gia nào ở trên thế giới nó cũng khác nhau hoặc dài hoặc ngắn hoặc tròn nhân dân thì về phương diện khoa học về phương diện mà cho nó dễ dàng để chúng ta nhớ thì chỉ có ba nhóm chính thôi cặt dài long grand hoặc ngắn short grand khi chúng ta mua và hạt trung bình medium đó là khi chúng ta đi ra chợ thì chúng ta chỉ chú ý những cái điều đó mà thôi ngoài ra những cái loại gạo đặc biệt tôi nhớ cái đây nhưng mà gì sẽ không cần nhớ đến chúng ta sẽ bàn nhiều đến cái loại gạo thơm gọi là aromatic rice tại sao nó gọi là thơm thì bây giờ trong cái gạt dài này đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều loại hạt dài quý vị sẽ rất là khó khăn để mà định nhưng mà quý vị nhớ là đối với người châu âu đặc biệt những người Mỹ và Thái thì người ta chỉ biết là dùng cái hạt dài đa dạng cái gì họ cũng xài được hết sau đó thì hạt dài thường ở Á Châu và cái loại hạt mà dễ nấu thì thường thường người Trung Quốc họ thích sử dụng lắm và sau cùng chúng ta nhớ là người Ấn Độ sản xuất nhiều nhất cái loại là brown long grain mà chúng ta thấy nó rất là phổ biến trên thị trường đặc biệt là bên Trung Đông bây giờ cái gạo trung là cái gạo gì thường thường ở châu âu thì ta xài cái loại gạo trung tại vì người ta không có ăn gạo như cái người á châu của mình nhưng mà họ lại sử dụng gạo để làm thức ăn cho cái tráng miệng mà thôi thì ra chúng ta cũng không cần phải nhớ lắm tại vì họ rất là ít làm những cái loại gạo này và sau cùng thì chúng ta có gọi là gạo ngăn ngắn hay là cái gạo mà chúng ta nấu thì nó trở nên tròn sau khi nấu và nó rất là dẻo và dính sticky gọi là sticky rice chúng ta gọi là nếp nhưng mà thực sự nó có nhiều loại khác nhau nhưng mà đối với người nhật họ quan trọng lắm thì họ chọn cái gạo để làm sushi đó là cái đặc tính cho nó dẻo và dính thì mới làm sushi được và sau cùng thì ở việt nam chúng ta hay ăn thích cơm tấm nhưng mà cơm tấm thực sự nó là gọi là broken rice nghĩa là cái loại gạo nó bị vỡ ra bể khi làm gạo cho nó trắng thôi nhưng mà nó cũng còn cái gì ngon như như thường chúng ta đã thấy và thường thường ăn cùng tấm ngoài ra có những gạo đặc biệt thì quý vị không cần chú ý đến tại chỉ sử dụng trong những cái bộ lạc những cái thổ dân những cái dùng nước xa xôi và họ có cái cách dùng của họ và đặc biệt người ý họ sử dụng những loại đặc biệt vân dân chúng ta sẽ không có chú ý đến Bây giờ chúng ta sẽ chú ý tới cái gạo thơm là cái gọi gạo mà hiện nay chúng ta được sử dụng rất nhiều trên thị trường. Đặc biệt người Việt Nam, tôi nhớ là lúc nào cũng phải nhớ cái tên gạo thơm là Aromatic Rice. Tại vì nó có thơm thì vì nó chứa một chất đặc biệt là hai acetyl baroline để cho nó một người thơm đặc biệt trong cái gạo. Và càng đến lâu chừng nào thì nó lại thơm ngon hơn. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt cái gạo thơm thì chúng ta nhớ là hai chữ chính. quý vị nhớ là Basmati khi ra chợ. Tương hệ tới cái vùng Trung Đông, Ấn, Pakistan. Và cái loại Jasmine là cái loại ở phía Đông. Cửa Á Châu chúng ta, Thái, Việt Nam, Ấn Độ, Lào, dân dân. Chúng ta ăn Jasmine. Thì cái Basmati là cái gì? Basmati là trồng ở những cái núi Malaya, Pakistan. Và chữ Bas có nghĩa là tiếng Hindu có nghĩa là thơm, basmati là đầy mùi thơm chứ chẳng có cái ý nghĩa gì hết nhớ basmati là cái gạo thơm theo cái kiểu trung đông mà thôi còn ở cái người chúng ta thấy ngoài ra ngưỡng đồ họ cũng có có gọi là brown basmati long grain là cái cái mà quý vị sẽ thấy và chúng ta sẽ chú ý nhiều tại đó là cái gạo mà chúng ta sẽ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho những cái người bệnh đặc biệt là những người bị bị tiểu đường đó là cái điều quý vị cần nhớ hạt cơm nó sẽ dài và gần gấp đôi cái chiều dài của nó khi chúng ta nấu xong. Đó là sao quý vị thấy những cái cơm của những người mà Mediterranean, họ người Trung Đông, cái cò họ nó thon và nó dài và ăn nó rất là rời, nó không có dính như cái gạo của người Á Châu của chúng ta. Đó là Basmati Rice. Bây giờ, Jasmine Rice. quý vị thấy trên thị trường nó đầy dãy hết tất cả đâu cũng jasmine, jasmine gạo thơm. Người Việt Nam chúng ta gọi là gạo thơm thì có chữ dịch ra. Nhưng mà phần lớn người Mỹ họ nhận cái gạo từ Thái Lan và gọi là jasmine. Jasmine thực sự nó chỉ là cái tên của một loại hoa thơm gọi là jasmine flower. Giống như chúng ta gọi là trà jasmine, cũng là loại trà thơm tại vì nó ướm tướp cái cái chất hoa. Nó mềm và dẻo và thường sử dụng trong các nước như Việt Nam, Trung Quốc và những nước Đông Nam Á. Thì ngoài cái loại mà basmati rồi chúng ta tới Jasmine cho người Á Đông, chúng ta sẽ có một loại đặc biệt hơn, có người Nhật là japonica rice, japonica cái loại chúng ta hơi đặc biệt hơn, tại vì nó xuất phát chính từ cho châu, châu và nó có tên japonica japon, tức là Nhật và nó có đặc biệt là gì? nó có ba cái những cái màu khác nhau, đỏ, đen và nâu và chúng ta sẽ có dịp bàn tới Nhật và những người ở vùng Caribbean thường thường sử dụng cái loại gạo này nó dẻo hơn vì nó có chất nhiều amylopectin, đó là cái cái mà người Nhật có thích khác trên những cái gạo rất là gọn khô và rời từ Ấn Độ. Thì chúng ta chúng tôi sẽ tạm ngừng cái cái chương trình ở đây để cho cái chương trình hoạt các thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong vài lát trong cái phần 2 của cái chương trình. Xin uh, quý vị uh, đừng rời mai. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị thính giả, tôi xin trở lại được phần 2 của cái uh, cái bài nói chuyện ngày hôm nay về trình bày về vấn đề cái tin tức mới về gạo. Thì chúng ta đã sơ qua rồi, bây giờ cái đề chủ yếu nhất về những thi học đó là làm thế nào để cái sự phân biệt được giữa cái gạo trắng và gạo nâu. Đó là cái điều mà tất cả những thầy thuốc đều hướng dẫn quý vị, dặn quý vị. Nhưng mà tôi xin tóm tắt lại với cái điều này tôi, tôi đã trình bày được cũng một vài lần trong cái chương trình tiến học. Chỉ cần nhớ là cái gạo nâu với gạo trắng là tại vì cái hạt của nó vì thế phía bên trái là một cái hạt nguyên gồm có trấu cái phần cám ở trong bọc và cái phần lõi ở trong thì khi chúng ta lấy cái phần 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 trấu ra đi phần cám ra ngoài thì nó còn cái phần lõi lại thì chúng ta gọi là gạo trắng đó là sự khác biệt của nó có nghĩa là gạo trắng là cái gạo đã lấy cái phần ngoài của cái gạo chính để mà tạo thành một cái gạo Tại sao như vậy? Tại vì An ăn thơ, nó rất ngon. Ngoài ra chúng ta có chú ý một cái loại gạo mà chúng ta cần chú ý đến là cái gạo hybrid tức là cái gọi hào tên là Texas uh, Money Rice, tức là cái loại mà nó lai giống, chúng ta tạm gọi là lai giống. Tại vì họ đã được phối hợp những cái loại hai gạo ngon từ Basmati từ cái vùng Ấn Độ và cái hạt dài của Mỹ để tạo ra một cái loại gạo từ vùng Texas, chúng ta gọi là lai giống. Nhưng mà thực sự đây là cái quan điểm nó không có mới lắm Tại vì nó đã có xuất phát từ lâu đời Từ bên Trung Quốc rồi Tại vì để mà có cái sự thu hoạch cao Trong vấn đề trồng lúa Thì tất cả những cái nhà nghiên cứu đều cố gắng Làm thế nào Để có thể cái gạo nó chống được sâu bọ Trồng được cao độ Sản xuất thực nhiều Trong tất cả mọi mùa Một mùa nào cũng trồng được Thì đó là lý do tại sao hybrid Nhưng mà cái, cái điều mà vẫn chưa có hoàn hảo chúng ta phải nhìn nhận là tất cả những cái loại hybrid này vẫn chưa có hoàn hảo và vẫn phải xài những chất thuốc chống sâu bò đối với nó. Bây giờ chúng ta có một cái điều rất là quan trọng, đôi khi chúng ta cũng không có nhớ được, chúng ta ăn nhưng mà đôi khi chúng ta quên lãng tại vì nó không có thường xuyên, đó là gạo black rice, gạo đen chúng ta gọi là gạo nếp thang thang cũng gọi là đen nhưng mà nó nó có vẻ nó nó đẹp đẽ hơn nhưng mà đối với người mà ngoại quốc thì ta gọi là forbidden rice tại sao nó gọi là forbidden rice chúng ta sẽ tìm hiểu cái forbidden rice thực sự nó có cái màu đen hay là màu hơi nâu nó có đủ chính chất của các loại gạo nâu tại vì nó còn vỏ và nó còn cái chất cám xung quanh nhưng mà có điều đặc biệt là nó có cái màu mà nó rất, rất là đậm và nó đen tại vì cái đó là cái chất anthracyanin một chất màu đen đây là một cái chất được nghiên cứu tại vì nó có chất nhiều cái chất để chống lão hóa antioxidant cái gì thấy những cái loại trái cây nào nó blueberry đó là cái chứa cái chất anthracyanin này chính vì vậy khiến ta thấy cái hạt gạo này có nghĩa là một hạt hết sức là đặc biệt tại vì nó có chất nhiều cái chất antioxidant ngoài những cái chất mà chúng ta thấy như của cái loại gạo nâu brown rice. Đó chính vì do tại sao bị cấm. Thực sự ngày nay không ai cấm được hết thì ở đây cũng có khả năng mua. Nhưng mà cái thời xa xưa thì người ta thấy là cái người khi mà cái giới hoàng cung họ đưa tới họ thấy họ ăn đó thì họ thấy thấy nó rất là là bổ dưỡng và nó rất là ngon chính vì vậy mà nó được cấm không có cho dân chúng thường sử dụng mà phải sử dụng cho cái giới ở hoàng cung cho vua hoàng hậu dân 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 đó là cái điểm quan trọng chính vì vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi trở lại là trắng nâu hay là đen trước khi đi vào cái câu trả lời đó tôi xin phân tích cái thành phần dinh dưỡng của gạo trắng và cái gạo nâu như thế nào cho thấy cái gạo nâu theo cái bảng trên tên địa chỉ theo cái mũi tên quý vị thấy cái hàm lượng của cái gạo trắng và gạo nâu nó có sự khác biệt thì nó có rất nhiều chất sợi fiber rất là cần thiết cái thứ hai nữa là có đầy đủ nhiều chất vitamin hơn là cái gạo trắng tại vì nó còn cái hạt bọc cám của nó chính vì vậy cái hạt gạo nâu lúc nào cũng tốt hơn cái gạo trắng tuy nhiên quý vị chú ý cái hàm lượng về calories tức là năng lượng hai thứ nó đều gần giống nhau chính vì vậy đừng có nghĩ là khi chúng tôi ăn gạo nâu hay gạo trắng thì ăn gạo nâu thì ăn được nhiều hơn hay là ăn gạo trắng thì ăn ít hơn không tất cả nó đều có sự khác biệt là chỉ có sự khác biệt là sự hấp thụ nó chậm hơn cho người tiểu đường nhưng cái nguyên tắc chính vẫn phải ăn ít tính theo cái hàm lượng calories ngoài ra về phương diện glycemic index Transmix Index là cái tỷ số hấp thụ đường nhanh hay chậm trên cái bảng này. Vì thấy là khoai thì là hấp thụ nhanh nhất, nhất là những loại bột. Nhưng mà tới cái gạo trắng thì nó hấp thụ nhanh hơn cái gạo nâu rất là nhiều. Chính vì vậy tất cả những người thầy thuốc đều khi quý vị nên sử dụng cái gạo nâu trong vấn đề nếu mình có bệnh. Đó là cái điều quan trọng nhất. Chọn gạo nào thật sự có cái điểm nữa quan trọng nhất là ít arsenic hay không. Cái brown rice nó có nhiều cái arsenic hơn white rice tại vì nó vẫn còn cái vỏ của nó vẫn còn cái cám như nó bây giờ chính vậy cái brown rice nó tốt nhưng mà nó có cái điều là nó có chứa nhiều arsenic chính vì vậy chúng ta phải lựa như thế nào để tránh được cái chất arsenic này đó là cái điều quan trọng nhất theo cái tiêu chuẩn FDA 2016 ngoài ra chúng ta phải chọn cái dùng nào sản xuất để mà ít arsenic thì tất cả những nghiên cứu trên thế giới cho thấy là cái dùng California có thể là ít ít cái nhiễm độc arsenic à, nhiều nhất tới India, Pakistan và sau cùng thì tới Texas đó chính vì vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái gạo trên thế giới người ta tập trung những cái nơi mà ít cái chất như thế này Vậy thì cái gạo nào mà tốt nhất thì cái câu trả lời thực sự nó cũng không phải đơn giản cho quý vị đâu. Tại vì chúng ta sẽ chọn theo tiêu chuẩn nào để mà chọn gạo, người khỏe mạnh như thế nào, người bệnh thiếu đường như thế nào, người muốn súng cân như thế nào, người muốn ăn ngon thì như thế nào. Nhưng mà ra chợ thì quý vị sẽ, sẽ, tẩu quả lắm. Tại vì nó nhiều thứ quá, tất cả đều có đủ loại nhạc hết và đủ cái loại nhãn hiệu hết và họ quảng cáo cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà cái câu hỏi là người khỏe mạnh chọn gạo ăn thì họ ăn cái gì cũng được nhưng vẫn phải ăn ít và gạo nâu vẫn tốt hơn cái tiểu đường thì chúng ta có thể chọn gạo nâu hay là gạo đen nhưng mà vẫn ăn ít thì số calori nó gần giống nhau chỉ có hấp thụ nó chậm hơn mà thôi sau cùng để xuống cân thì ta ăn gạo nâu hoặc là ăn gạo nhưng mà phải ăn thật là ít hay là tránh gạo tại vì nó có nhiều calori và có nhiều chất tinh bột trong đó để như vậy còn khi mà chọn để đi mua đó thì chọn gạo ít arsenic tức là chọn ở dùng ở California, India, Pakistan và ngoài ra có một điều chúng ta chú ý là nấu gạo phương pháp xưa nó vẫn tốt hơn nấu nhiều nước và khi sôi đổ bước nước ra ngoài để giảm bớt cái nồng độ arsenic trong gạo thật ra thì kiến thức khoa học nó thay đổi không ngừng và tin tức không khỏi bị ảnh hưởng của quảng cáo thương mại tôi sẽ tránh điều đó tin tức không thể tránh khỏi định kiến hay thành kiến bias thì chính quý vị à, hiểu cho và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và trong cái đầu năm mới thì chúc quý vị một sự bình yên, khỏe mạnh, à, ăn ít và chọn những cái gạo nào mà quý vị nghĩ là đúng. Và quý vị có thể xem lại một cách vào Youtube đánh chữ Bản tin Đại học. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa à, đã theo dõi.